chiến trường Đông Âu rực lửa. Lính Ukraine bỏ phương tiện chiến đấu chuyển sang hành quân khi UAV Nga giáo giết săn lùng ném chất nổ. Hỏa lực lan tràn, Nga-Ukraine tuyên bố gây tổn thất nặng nề cho đối phương. Người dân Zaporizhia thức giấc trong tiếng nổ chát chúa khi Nga oanh tạc liên hoàn. Lãnh đạo Triều Tiên có động thái gì đáng chú ý giữa cáo buộc cấp tên lửa cho Nga? Ukraine có khả năng sửa đổi phần lớn điều khoản trong dự luật huy động quân gây tranh cãi. Nhà điều hành mạng ở Moscow bị tin tặc tấn công trả đũa. Liên quan vòng xoáy xung đột Trung Đông, lực lượng Mỹ-Anh bắn hạ 21 tên lửa và UAV của Houthi. Anh điều thêm kinh hạm Richmond đến Biển Đỏ giữa căng thẳng. Hoa Kỳ ra đòn không kích, giải cứu căn cứ quân sự ở Iraq. Hezbollah tổ chức đám tang chỉ huy đặc nhiệm, tấn công trả đũa Israel. Ai Cập từ chối yêu cầu kiểm soát vùng đệm của Israel. Diễn biến khác, Hàn Quốc sẽ nối lại các cuộc tập trận quân sự trong vùng đệm Liên Triều. Lãnh đạo đối lập Hàn Quốc xuất viện, mong chính trường chấm dứt ganh đua. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Quốc tế. Mở đầu là diễn biến xung đột nảy lửa ở Đông Âu. Thưa quý vị, lính Ukraine gần đây cho biết họ không thể di chuyển bằng phương tiện bộ binh và phải chuyển qua hành quân khi UAV mang theo chất nổ của Nga liên tục quần thảo và chúng có thể phát hiện và tấn công phương tiện của họ bất kỳ lúc nào. Thông tin do Business Insider đăng tải vào hôm 10 tháng 1. Binh lính Ukraine nói rằng Nga đang tăng cường hỏa lực và không một phương tiện chiến đấu nào của Kiev có thể an toàn trước các đòn giáng từ UAV cảm tử của Moscow. Tuy nhiên, phía Kiev lưu ý, lực lượng Nga cũng đang phải đối mặt khó khăn tương tự. Lính Ukraine nói với The New York Times rằng các hoạt động phòng vệ và cung ứng hậu cần cho lực lượng tiền tuyến trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết do Nga tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử tiên tiến FPV. Chúng có thể mang theo chất nổ và được điều khiển từ vị trí cách mục tiêu tấn công hàng dặm. Cả Nga và Ukraine đều đang sử dụng loại khí tài này. Vì những máy bay không người lái này có thể tấn công một chiều và gây ra những vụ nổ khủng khiếp, trong một số trường hợp, chúng còn có thể thả bom bừa bãi, nên việc di chuyển bằng xe sẽ dễ bị phát hiện và vô cùng nguy hiểm. Một thành viên vệ binh quốc gia Ukraine nói với The New York Times. Người này cho biết thêm, trong nhiều tháng qua, lực lượng vệ binh đã không còn dùng xe bọc thép và phải đi bộ 6 dặm để đến tiền tuyến. Bạn chỉ có thể đi bộ mà thôi, ông nói thêm. Một người lính thuộc lữ đoàn 117 của Ukraine chiến đấu tại vùng Zaporizhia cũng kể rằng anh cùng đồng đội phải lội bùn và dầm mưa suốt 4 dặm. Nếu phương tiện chở đạn dược và thực phẩm ra tiền tuyến, lực lượng Ukraine có thể bị FPV của Nga tấn công từ trên cao. Thế nhưng, đi bộ cũng không hẳn là an toàn, vì FPV của Nga có thể dễ dàng theo dõi và tấn công lính Ukraine. Theo Business Insider, máy bay không người lái đã định hình đáng kể cuộc chiến ở Ukraine. Cả Moscow và Kiev đều dựa vào máy bay và tàu nổi không người lái để tiến hành các cuộc trinh sát và tấn công. Nga-Ukraine tiếp tục đọ hỏa lực dữ dội trên nhiều mặt trận. Reuters cập nhật vào hôm 10 tháng 1 rằng Nga tuyên bố đã phá hủy các kho đạn của đối phương trong ngày 9 tháng 1, trong khi Kiev nói đã tấn công các khẩu pháo của Moscow. Trong bản cập nhật tình hình chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã đánh bại lực lượng Ukraine và phá hủy các thiết bị của đối phương tại hàng loạt mặt trận, bao gồm Donetsk, Krasny Liman và Zaporizhia. Lực lượng xứ Bạch Dương cũng đẩy lùi hai cuộc tấn công của Kiev ở phía nam Donetsk. Nga cũng khẳng định đã phá tan hai kho đạn và một trạm radar của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong cùng ngày 9 tháng 1, các hệ thống phòng không đã đánh chặn rocket và bắn hạ nhiều UAV của Kiev, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Cùng ngày, Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine công bố một báo cáo về các cuộc đụng độ giữa quân đội Nga ở nhiều mặt trận. Trong đó, không quân Ukraine tấn công 9 khu vực tập trung binh lính Nga. Các đơn vị từ lực lượng pháo binh và rocket của Kiev tung hỏa lực vào nhiều thành trì, nhắm mục tiêu vào quân và thiết bị của đối phương, đồng thời tấn công hai khẩu pháo của Nga trong 24 giờ qua, báo cáo cho biết. Cũng theo Reuters, người dân Zaporizhia sống trong khu vực mà Ukraine kiểm soát đã phải thức giấc với tiếng nổ chát chúa sau khi Nga oanh tạc liên hồi vào đầu tuần này và vụ tấn công nằm trong chuỗi không kích bằng tên lửa của Moscow trên khắp Ukraine. Oksana, một cư dân địa phương nói với Reuters vào hôm 9 tháng 1 rằng cô đã bị sốc trước vụ nổ bất ngờ.
Các tòa nhà dân sự trong khu vực đã bị hư hại ở những mức độ khác nhau. Cửa sổ vỡ tung, tôi có thể ngửi thấy mùi cháy khét. Chúng tôi nhanh chóng mặc đồ, lấy tiền và căn cước rồi chạy ra đường. Tôi nghĩ rằng tòa nhà đang ở đã bị tấn công, nhưng may sao dường như tên lửa bắn trúng khu vực lân cận. Cô Oksana kể lại. Valentina, một người dân khác, cũng vô cùng bàng hoàng. Lúc vụ nổ xảy ra, tôi đang đứng cạnh cửa sổ nhà bếp. May là cửa chớp đã cứu mạng tôi, nếu không tôi đã bị trúng các mảnh kính vỡ. Theo hội đồng thành phố, vụ tấn công làm hư hại 16 tòa chung cư và 6 nhà dân cùng với 2 cơ sở giáo dục và 1 tòa nhà thương mại. Cơ quan điện lực đang nhanh chóng phục hồi đường dây điện bị hư hại. Đài truyền hình CGTN của Trung Quốc cũng đăng tải video cho thấy nhiều xe hơi bốc cháy và tên lửa rơi xuống cạnh một ngôi nhà, khiến tường, cửa sổ và mái nhà bị hư hại. Cơ quan chức năng đang tiến hành sửa chữa. Chính quyền thành phố cũng cho biết Nga tung 3 đòn giáng tên lửa nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng ở Zaporizhia. Diễn biến khác đáng chú ý, các quan chức Ukraine gần đây cho biết rằng Kiev đang tăng tốc cho ra lò vũ khí nội địa, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tự tin cho rằng dây chuyền sản xuất vũ khí của Nga đang bị chậm lại. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số Ukraine, ông Mikhailo Fedorov cho biết các nhà máy Ukraine đang tăng cường sản xuất phương tiện bay không người lái quân sự. Tốc độ nhanh đến mức ngân sách chính phủ dành để mua khí tài này không đủ để đáp ứng. UAV và các phương tiện bay không người lái khác đã trở thành khí tài chủ lực trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga do chi phí sản xuất rẻ và hiệu quả tác chiến vượt trội. Ông Mikhailo Fedorov nói, thị trường UAV ở Ukraine đang phát triển nhanh trong khi ngân sách không đủ để thu mua. Bộ trưởng nhấn mạnh, Ukraine cần phải tăng cường khoản tiền để gom tất cả UAV và mở rộng thị trường hơn nữa. Giá thành sẽ giảm xuống khi các nhà sản xuất cạnh tranh và nội địa hóa dòng sản phẩm này. Theo ông Fedorov, hiện có khoảng 200 công ty ở Ukraine đang sản xuất phương tiện bay không người lái và khoảng 70 đơn vị trong nước ký hợp đồng cấp UAV cho nhà nước. Trái lại, trong bài phát biểu trực tuyến vào hôm 9 tháng 1, Tổng thống Ukraine đã khẳng định có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng ngành quốc phòng của Nga đang hoạt động chậm lại. Đánh giá trên được ông Zelensky đưa ra khi Mỹ và các đồng minh cáo buộc Nga đang chuyển sang dùng tên lửa của Triều Tiên và Iran. Một số nhà bình luận cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ việc kho dự trữ của Nga thường xuyên thiếu hụt. Điện Kremlin đã không bình luận về cáo buộc trên. Lãnh đạo Ukraine cũng nói rằng Nga cần cảm nhận được sức mạnh của các lệnh trừng phạt quốc tế, bao gồm lệnh cấm giao thương vũ khí và Moscow phải bị cô lập hơn nữa. Ông nhấn mạnh. Để làm được điều đó, các nước phải giải quyết mọi lỗ hổng trong các biện pháp trừng phạt, nhưng không nêu rõ những lỗ hổng đó là gì. Nga từ trước đến nay luôn khẳng định các đòn trừng phạt của phương Tây không ảnh hưởng nhiều đến nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hồi cuối năm ngoái tự tin rằng ngành sản xuất vũ khí của Moscow đang phát triển thần tốc và các nhà thầu quốc phòng hoạt động 24/7. Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT vào hôm 10 tháng 1 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm các nhà máy sản xuất vũ khí giữa lúc Mỹ và các đồng minh lên án Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Nga. Cũng theo KRT, Chủ tịch Kim Jong-un đã mô tả Hàn Quốc là kẻ thù chính của Triều Tiên. Ông đồng thời cáo buộc Seoul kích động đối đầu và châm ngòi cho cuộc đua vũ trang. Nhà lãnh đạo kêu gọi đất nước tăng cường năng lực quân sự để củng cố quốc phòng và khả năng răn đe hạt nhân. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cũng công bố những bức ảnh cho thấy Chủ tịch Kim Jong-un thăm nhà máy sản xuất đạn dược trong 2 ngày, 8 và 9 tháng 1. Ông cũng kiểm tra các phương tiện phóng tên lửa di động tầm ngắn. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo diễn ra khi gần 50 quốc gia lên án việc Nga mua và triển khai tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ở chiến trường Ukraine. Đến nay, cả Nga và Triều Tiên đều phủ nhận việc thực hiện bất kỳ thỏa thuận quốc phòng song phương nào. Mặt khác, TASS vào hôm 10 tháng 1 đã dẫn lời nhà lập pháp Ukraine cho hay, cơ quan lập pháp tối cao của Quốc hội nhà nước này đã không thể đưa ra quyết định đúng thời hạn về dự luật huy động quân gây tranh cãi cùng những biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với người trốn nghĩa vụ quân sự. Nghị sĩ Alexei Goncharenko, thành viên cơ quan lập pháp tối cao Ukraine hay còn gọi là Verkhovna Rada cho hay, dự luật huy động quân sẽ được Ủy ban An ninh Quốc gia xem xét lại một lần nữa trước khi chuyển đến cơ quan lập pháp. Trong khi đó, Irina Fries, một nhà lập pháp thuộc đảng đối lập Đoàn kết châu Âu chỉ ra, có một điều khoản trong dự luật đi ngược lại hiến pháp Ukraine. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà Fries nhấn mạnh, chúng tôi kiên định loại bỏ mọi điều khoản tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng và xóa bỏ các quy tắc vi hiến. Đang có rất nhiều yếu tố như vậy chỉ trong một đạo luật lập pháp. Roman Kostenko, thư ký Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Verkhovna Rada, trước đó nói rằng Ủy ban sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về dự luật nói trên vào ngày 8 hoặc ngày 9 tháng 1.
Tuy nhiên, dự luật có lẽ sẽ được gửi ngược lại chính phủ để sửa chữa và hoàn chỉnh, hoặc đưa ra quốc hội để bỏ phiếu điều chỉnh nếu cần thiết. Trong khi đó, nghị sĩ Solomia Borovskaya, thành viên ủy ban, cũng nói rằng dự luật cần được xem xét một cách nghiêm túc vì các nhà lập pháp còn nêu quan điểm phản đối nhiều điều khoản khác. Reuters dẫn một nguồn thạo tin vào hôm 9 tháng 1 cho hay, các hacker được cho là có liên hệ với cơ quan tình báo của Ukraine đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của một nhà cung cấp dịch vụ Internet có trụ sở tại Moscow nhằm trả đũa cuộc tấn công mạng nhắm vào tập đoàn viễn thông khổng lồ Kyivstar của Ukraine. Theo đó, nhóm hacker có biệt danh là Blackjack từng có liên hệ với cơ quan an ninh Ukraine, SBU. Nguồn tin cho biết, các tin tặc đã xóa 20 terabyte dữ liệu tại M9 Telecom, một nhà cung cấp dịch vụ truyền hình và Internet quy mô nhỏ của Nga, gây mất kết nối mạng ở một số khu vực. Nguồn tin dẫn lời các hacker cho biết, vụ xâm nhập kỹ thuật số này là khởi đầu cho một cuộc tấn công mạng lớn hơn. Dự kiến đây sẽ là đòn trả thù cho Kyivstar. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết thời điểm diễn ra vụ tấn công nói trên. M9 Telecom hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Trang web của doanh nghiệp này vẫn hoạt động vào hôm 9 tháng 1, bất chấp tuyên bố của nhóm hacker rằng trang web đã bị đánh sập. Kyivstar, nhà khai thác mạng di động lớn nhất Ukraine, được cho là đã bị gián điệp của Nga đánh sập vào tháng trước trong vụ tấn công mạng được cho là lớn nhất kể từ khi Moscow phát động xung đột tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Giám đốc tình báo mạng của Ukraine Elena Vitryuk nói với Reuters vào tuần trước rằng các tin tặc Nga đã xâm nhập vào hệ thống của Kyivstar nhiều tháng trước vụ tấn công. Vụ xâm nhập đã gây ra sự tàn phá thảm khốc cho doanh nghiệp này, ông Vitryuk nói. Trong một diễn biến riêng biệt, cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR cho biết vào cuối ngày 8 tháng 1 rằng họ đã nhận được một lượng lớn dữ liệu quân sự mật của Nga từ Trung tâm Công nghệ đặc biệt STC, một công ty Nga chuyên sản xuất máy bay không người lái Orlan và một loại thiết bị tình báo cho Moscow. Còn sau đây xin được chuyển sang tình hình xung đột ở Trung Đông. Lực lượng Mỹ và Vương quốc Anh đã bắn hạ 21 phương tiện bay không người lái và tên lửa do lực lượng Houthi ở Yemen phóng vào phía nam Biển Đỏ, đe dọa tuyến hàng hải quốc tế. Reuters vào hôm 10 tháng 1 dẫn tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ xác nhận chưa có báo cáo thương vong hoặc thiệt hại, đồng thời lưu ý rằng đây là lần thứ 26 Houthi tấn công vào tuyến hàng hải thương mại ở Biển Đỏ kể từ ngày 19 tháng 11. Thời gian qua, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã liên tục tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ để phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Nhiều công ty vận tải phải đổi hành trình đi vòng qua mũi hảo phòng ở châu Phi để đảm bảo an toàn. Houthi đã cam kết sẽ không ngừng tấn công đến khi nào Israel chấm dứt xung đột ở Gaza. Nhóm này đồng thời cảnh báo sẽ nhắm vào các tàu chiến của Mỹ nếu nhóm chiến binh này bị chiếu tướng. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ nói rằng lực lượng Anh và Mỹ cũng đã bắn hạ 18 phương tiện bay không người lái, 2 tên lửa hành trình chống hạm và 1 tên lửa đạn đạo chống hạm. Vương quốc Anh vừa qua cũng đã triển khai khinh hạm Bridgemont tới Biển Đỏ, song kiếm hợp bích với tàu khu trục HMS Diamond của Hải quân Hoàng gia để đảm bảo an toàn hàng hải cho khu vực. Reuters vào hôm 10 tháng 1 dẫn tuyên bố từ Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết. Trong thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ trưởng Grant Shapps viết HMS Richmond đang trên đường đến Biển Đỏ, đảm bảo duy trì sự hiện diện và khả năng răn đe của Vương quốc Anh trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Cùng với Mỹ, chúng tôi sẽ tiên phong đối phó khủng hoảng và có những hành động cần thiết để bảo vệ nền kinh tế toàn cầu cũng như cuộc sống của mọi người, ông Shapps lưu ý thêm. Sau khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát dữ dội, Houthi tăng cường các cuộc tấn công. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết có hơn 20 tàu thương mại đã trúng hỏa lực. Đáp lại, chính phủ Mỹ tuyên bố lập liên minh quốc tế và chuẩn bị xúc tiến chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng để đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đỏ. Liên minh dự kiến bao gồm Bahrain, nước Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Ý, Canada, Hà Lan, Na Uy, quốc gia Đông Phi, Seychelles và Pháp. Diễn biến căng thẳng khác. Reuters dẫn nguồn tin từ quân đội Iraq cho biết, Hoa Kỳ vào hồi đầu tuần này đã không kích và ngăn chặn các đòn tấn công bằng rocket vào căn cứ không quân Ain al-Assad, và đây là nơi đóng quân của Mỹ và các lực lượng quốc tế khác ở phía tây Iraq.
Nguồn tin trong quân đội Iraq mô tả với Reuters có một bệ phóng cố định được đặt trên xe tải cỡ nhỏ, đậu tại khu vực nông thôn, cách căn cứ Ain Al Asad khoảng 7 km về phía đông. Ít nhất hai quả tên lửa sẵn sàng được phóng về phía căn cứ. Quan chức quân đội tuyên bố Hoa Kỳ đã không kích phá hủy bệ phóng. Tuy vậy, các sĩ quan cấp cao của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào tháng 10 vừa qua, quân đội Mỹ đã bị tấn công ít nhất 100 lần ở Iraq và Syria bởi các tên lửa và máy bay không người lái. Theo Reuters, các vụ tấn công do những nhóm chiến binh ủng hộ Iran tiến hành nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza. Hàng nghìn người đã tham dự lễ tang của chỉ huy Hezbollah Wissam Tawil tại miền nam Liban vào hôm 9 tháng 1 vừa qua. Và nguồn tin của Reuters trước đó cho hay, chỉ huy Tawil đã thiệt mạng trong một đợt tấn công của Tel Aviv vào hôm 8 tháng 1 tại làng Madassel, miền nam Liban, cách biên giới Israel khoảng 6 km. Là một sĩ quan trong lực lượng Dragwan thiện chiến của Hezbollah, ông Tawil từng đóng vai trò lãnh đạo trong các hoạt động của cánh vũ trang này ở miền nam Liban và trước đó đã được điều động tới Syria, nơi nhóm này đã hỗ trợ chính quyền Syria trong cuộc nội chiến. Hezbollah còn cho biết chỉ huy Tawil từng tham gia một cuộc đột kích xuyên biên giới vào Israel vào năm 2006, trong đó nhóm này đã bắt giữ hai binh sĩ Israel, châm ngòi cho cuộc chiến lớn gần nhất trước đây giữa hai bên. Trong một diễn biến mới nhất, lực lượng thánh chiến được Iran hậu thuẫn đã tấn công căn cứ quân đội Israel bằng máy bay không người lái có mang theo chất nổ, đồng thời tuyên bố đợt tấn công là hành động trả đũa Israel do những thương vong gần đây tại Liban. Liên quan đến tình hình Gaza, các nguồn tin của Reuters cho biết Ai Cập đã từ chối đề xuất tăng cường giám sát vùng đệm giữa Ai Cập và dải Gaza mà Israel đưa ra. Thay vào đó, chính quyền Cairo sẽ ưu tiên đưa ra một thỏa thuận ngừng bắn trước khi bàn đến các vấn đề thời hậu chiến. Cùng với Qatar, Ai Cập đã đóng vai trò hàng đầu trong các cuộc đàm phán để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn mới tại dải Gaza và đảm bảo con tin Israel do Hamas giam giữ được trả tự do. Nguồn tin cũng cho Reuters biết, tại các cuộc đàm phán, Israel đã tiếp cận Ai Cập về vấn đề đảm bảo an ninh tại hành lang Philadelphia. Kiểm soát hành lang là một phần kế hoạch của Israel nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Quan chức Israel giấu tên nói rằng mục tiêu Israel và Ai Cập cùng kiểm soát hành lang Philadelphia là một trong những vấn đề mà hai quốc gia đã thảo luận. Tuy nhiên, vị quan chức từ chối nói thêm về thông tin Ai Cập đã từ chối đề xuất. Cơ quan truyền thông Al-Qahira của Ai Cập trích dẫn nguồn tin giấu tên hồi đầu tuần cho biết thông tin hợp tác giữa Ai Cập và Israel về vấn đề hành lang Philadelphia là không đúng. Hiện người đứng đầu cơ quan thông tin nhà nước Ai Cập vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức. Trong khi đó, cuộc sống của người dân Gaza sơ tán đến Khan Yunis vô cùng khốn khổ. Và hôm 9 tháng 1, họ đã kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken giúp đỡ để được trở về nhà ở phía bắc của Gaza. Được biết, ông Blinken đang có chuyến thăm Trung Đông và kêu gọi giới chức Israel hành động nhiều hơn để giảm thương vong dân thường. Trong cuộc gặp với giới chức Israel, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng nói rằng Tel Aviv phải cho phép người dân Palestine trở về nhà sau khi liên minh cánh hữu của Israel kêu gọi đẩy họ ra khỏi Gaza. Chúng tôi muốn cuộc chiến này chấm dứt càng sớm càng tốt, đã có quá nhiều người thiệt mạng và tổn thương. Tuy nhiên, Israel vẫn cần đạt những mục tiêu hợp pháp đã đặt ra để đảm bảo cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 không bao giờ lặp lại, ông Blinken nói. Nhiều người dân từ miền Bắc Gaza sơ tán đến Khan Yunis ca ngợi phát biểu của ông Blinken và hy vọng những điều tích cực đó sẽ giúp họ trở về nhà, dù có phải ở trong một căn lều đi chăng nữa. Tuy nhiên, vẫn có một số người tỏ ra hoài nghi và không quá kỳ vọng. Theo Reuters, Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận về diễn tiến tiếp theo trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza khi ông gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau chuyến thăm các nước Ả Rập láng giềng của Tel Aviv. Ngoại trưởng khẳng định, chúng tôi tiếp tục thảo luận về cách xây dựng an ninh và hòa bình cho Israel. Như tôi đã nói với Thủ tướng Netanyahu, mọi đối tác mà tôi gặp trong chuyến thăm Trung Đông lần này đều khẳng định sẵn sàng ủng hộ giải pháp dài lâu để chấm dứt vòng xoáy bạo lực kéo dài và đảm bảo an ninh cho Israel. Nhưng họ cũng nhấn mạnh điều này chỉ đạt được thông qua cách tiếp cận phù hợp với khu vực, bao gồm mở đường thành lập một nhà nước cho người Palestine. Chúng tôi tin rằng chính phủ Israel tin tưởng ngoại giao là cách tốt nhất để đạt được an ninh. Trong cuộc họp báo tại Liên Hợp Quốc vào hôm 9 tháng 1, đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour đã nhấn mạnh rằng các nước Ả Rập sẽ tiếp tục nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
Cụ thể, ông Manshaw nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục gõ cửa Đại hội đồng, Tổng thư ký, Hội đồng An ninh và mọi cơ quan của Liên Hợp Quốc để đặt lệnh ngừng bắn. Chúng tôi luôn luôn hoan nghênh mọi cơ hội đưa chúng tôi đến gần hơn với thỏa thuận ngừng bắn, đó chính là lá bàn chỉ hướng cho chúng tôi. Phát biểu trên được ông Manshaw đưa ra giữa lúc thế giới ngày một lo ngại về thương vong quá lớn của người Palestine khi Israel tấn công vào các khu vực đông người ở Gaza. Hàng trăm ngàn người dân đang sống trong khốn khổ. Chúng tôi, với tư cách là nhóm Ả Rập, quyết định yêu cầu một cuộc họp mở tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để có thể thảo luận về vấn đề mạng sống của người dân. Chúng tôi tin rằng nhà nước Palestine sau khi thay đổi quy chế và trở thành quan sát viên tại Liên Hợp Quốc, giờ đây cũng đã đến lúc nên công nhận nhà nước Palestine là thành viên của Hội đồng. Điều này sẽ đóng góp vào hòa bình và bảo vệ giải pháp hai nhà nước, đại sứ Palestine khẳng định. Tiếp tục là tin tức liên quan đến tình hình ở bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị, hãng tin John Hap trích thông tin từ giới chức Hàn Quốc cho biết rằng quân đội nước này dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận ở vùng đệm quân sự Liên Triều vì cho rằng thỏa thuận quân sự được thiết lập với Triều Tiên vào năm 2018 đã không còn tồn tại sau các vụ bắn đạn pháo gần đây của Bình Nhưỡng. Cụ thể, quân đội Hàn Quốc hôm 8 tháng 1 cho biết sẽ nối lại các cuộc tập trận và pháo kích gần biên giới trên biển và đất liền, đồng thời lưu ý rằng các cuộc pháo kích gần đây của Bình Nhưỡng đã vi phạm thỏa thuận và vô hiệu hóa các khu vực cấm bắn đạn thật và diễn tập quy mô lớn giữa hai nước. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã liên tục leo thang trong thời gian gần đây, sau khi Bình Nhưỡng bắn hàng trăm quả đạn pháo từ bờ biển phía tây nước này vào vùng đệm hàng hải gần đường giới hạn phía bắc, biên giới hàng hải trên thực tế ở Hoàng Hải từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc John Hong-kyung trong một cuộc họp báo hôm 9 tháng 1 cho rằng thỏa thuận năm 2018 đã hạn chế các cuộc tập trận gần biên giới của Hàn Quốc. Do đó, việc vô hiệu hóa hiệp định nói trên sẽ mở đường cho quân đội nước này duy trì tốt hơn khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, vị quan chức lưu ý Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ phải tổ chức các cuộc đàm phán với các cơ quan chính phủ khác về việc có nên hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận năm 2018 hay không. Trước đó, quân đội Hàn Quốc từng lên kế hoạch tiếp tục các cuộc tập trận bị tạm dừng theo Hiệp định năm 2018, chẳng hạn như diễn tập bắn đạn thật và diễn tập giả chiến cấp trung đoàn trong phạm vi 5 km tính từ khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. Bên cạnh đó, lực lượng Hải quân Hàn Quốc cũng chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật và diễn tập đã bị tạm dừng ở vùng đệm hàng hải, được tạo ra theo thỏa thuận năm 2018. Thủy quân lục chiến cũng được cho là sẽ nối lại các cuộc tập trận bắn đạn thật thường xuyên với pháo tự hành K-9 trên các đảo biên giới phía Tây Bắc, Bandung và Dongbyeong. Thủy quân lục chiến trên hai hòn đảo này trước đó vào hôm 5 tháng 1 đã tổ chức cuộc tập trận lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2017 để đáp trả vụ pháo kích của Triều Tiên vào sáng sớm cùng ngày. Tháng 11 năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố khôi phục tất cả các biện pháp quân sự bị tạm dừng theo Hiệp ước năm 2018 sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận và nối lại hoạt động giám sát gần biên giới để phản đối vụ phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Triều Tiên được thực hiện vào đầu tháng. Một nguồn tin quân sự vào ngày 5 tháng 1 cho biết Triều Tiên đã cho xây dựng lại một số trạm gác bằng bê tông bên trong khu phi quân sự DMZ ngăn cách hai miền Liên Triều. Theo các quan chức quốc phòng Seoul, tháng 11 năm ngoái, Triều Tiên đã bắt đầu xây dựng lại các trạm gác bằng vật liệu gỗ sau khi hủy bỏ thỏa thuận quân sự Liên Triều năm 2018 nhằm giảm căng thẳng dọc biên giới. Căn cứ thỏa thuận năm 2018 được ký kết dưới thời Tổng thống Moon Jae-in, Hàn Quốc và Triều Tiên mỗi bên phá hủy 10 trạm gác bên trong DMZ và giải giáp thêm một trạm nữa. Theo đó, Triều Tiên sẽ còn khoảng 150 trạm gác và Hàn Quốc có 67 trạm trong DMZ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ khôi phục tất cả các biện pháp quân sự bị tạm dừng theo thỏa thuận, sau khi Seoul đình chỉ một phần thỏa thuận để phản đối việc Triều Tiên phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào ngày 21 tháng 11. Bên cạnh đó, một nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc cho hay lực lượng giám sát quân sự đã phát hiện binh sĩ Triều Tiên trung miền gần tuyến đường sắt Gyeongju và các trạm gác tiếp giáp từ đầu tháng 12 năm 2023, nơi từng được coi là biểu tượng của sự hòa giải và trao đổi Liên Triều. Vị trí chiến lược của tuyến đường sắt này cho thấy ý định của Triều Tiên nhằm củng cố các chốt canh gác hoặc ngăn chặn nguy cơ xảy ra các cuộc đào tẩu. Hồi năm 2000, Triều Tiên đã tiến hành dỡ bỏ tất cả mìn tại khu vực này sau hội nghị thượng đỉnh Liên Triều vào ngày 15 tháng 6, như một phần trong nỗ lực mở lại tuyến đường sắt Gyeonggi, biểu tượng của hợp tác kinh tế và nền tảng của sự thống nhất giữa hai miền Triều Tiên. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng được cho là đã dựng hàng rào điện xung quanh đường Đông Hay dọc bờ biển phía đông. Giới chức quân sự tin rằng Triều Tiên dường như có ý định cài mìn nhằm ngăn chặn hoàn toàn các con đường.
quân đội Hàn Quốc cũng phát hiện Triều Tiên đang tiến hành các cuộc tập trận với máy bay không người lái loại mới, bao gồm cả Morningstar 4, được ra mắt vào năm ngoái, khiến các quan chức Hàn Quốc nghi ngờ rằng những cuộc tập trận này nhằm mục đích khiêu khích trong tương lai. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng gần đây sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xác định mối quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa hai quốc gia thù địch và ra lệnh chuẩn bị đàn áp toàn bộ lãnh thổ của Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên. Reuters vào ngày hôm nay, ngày 10 tháng 1 đưa tin, người đứng đầu Đảng Dân Chủ DP đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết, ông hy vọng vụ tấn công vào hồi đầu tháng 1 có thể chấm dứt ganh đua trên chính trường của nước này. Ông Lee Jae-myung vốn là ứng cử viên và suýt trở thành tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022 trước tổng thống đương nhiệm Yoon Suk-yeol. Hôm 2 tháng 1, ông Lee đã bị nghi phạm họ Kim tấn công khi tham quan công trường xây dựng sân bay Gyeongdo mới và trao đổi với các phóng viên ở Busan. Được biết, nhà lãnh đạo họ Lee hiện đã xuất viện, tuy nhiên ông vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tôi hy vọng tất cả những ganh đua trong chính trường sẽ chấm dứt sau vụ việc, nhà lãnh đạo đối lập Lee cho biết. Còn sau đây xin được chuyển sang những diễn biến khác đáng chú ý. Thưa quý vị, đài NHK vào hôm 9 tháng 1, trích dẫn đánh giá của giới quan sát cho rằng màn đối đầu giữa đảng cầm quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina và các đảng đối lập có thể trở nên căng thẳng hơn, dẫn đến tình trạng bất ổn trong chính trị và xã hội của Bangladesh. Ủy ban bầu cử Bangladesh ngày 8 tháng 1 cho biết đảng cầm quyền do bà Hasina dẫn đầu đã giành được đa số ghế tại quốc hội, nơi khoảng 120 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu. Thủ tướng Hasina cho biết cuộc bầu cử đã diễn ra tự do và công bằng, và mục tiêu quan trọng trong 5 năm tiếp theo là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. Theo NHK, Bangladesh trong những năm gần đây đã có sự thay đổi rõ rệt. Từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nước này giờ đây đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển hàng đầu. Hơn thế, với dân số 170 triệu người, Bangladesh được đánh giá là thị trường tiềm năng lớn và là điểm đầu tư đầy hứa hẹn của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Nigeria vào hôm 9 tháng 1 đã tiêu hủy 2,5 tấn ngà voi bị tịch thu trị giá hơn 9,9 tỷ naira, tương đương với 11,2 triệu đô la Mỹ. Và đây là một trong những nỗ lực nhằm bảo vệ quần thể voi đang bị suy giảm khỏi những kẻ buôn bán động vật hoang dã tràn lan tại quốc gia châu Phi này. Theo các nhà bảo tồn, quần thể voi ở Nigeria đã giảm mạnh trong 3 thập kỷ qua, từ khoảng 1.500 con xuống còn dưới 400 con do nạn săn trộm ngà voi, mất môi trường sống và xung đột giữa người và voi. Bộ trưởng Bộ Môi trường Isaac Salako cho biết, chính phủ Nigeria đã nghiền nát số ngà bị tịch thu và sẽ sử dụng bột này để xây dựng một tượng đài mang tính biểu tượng của công viên quốc gia như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của loài voi trong hệ sinh thái. Vụ việc diễn ra sau một sự kiện tương tự vào tháng 10 khi các quan chức nước này tiêu hủy 4 tấn vải TT bị tịch thu trị giá 1,4 triệu đô la Mỹ. Theo Reuters, hàng ngàn con voi bị giết mỗi năm để lấy ngà, bất chấp lệnh cấm buôn bán ngà voi kể từ năm 1989 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, CITES. Theo các chuyên gia thực thi pháp luật và động vật hoang dã, mặc dù là thành viên ký kết CITES, Nigeria được coi là trung tâm của các băng nhóm chuyên gửi các bộ phận động vật hoang dã châu Phi bất hợp pháp, bao gồm ngà và vảy TT sang châu Á. Dù vậy, quốc gia Tây Phi rộng lớn này cũng đã tăng cường nỗ lực chống buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã trong những năm gần đây, đồng thời hợp tác với các quan chức Anh, Mỹ và Đức, cũng như cùng các tổ chức quốc tế thực hiện vụ thu giữ bộ phận động vật hoang dã bất hợp pháp lớn nhất vào tháng 8 năm 2021. Trong năm 2022, Hải quan Nigeria đã thu giữ 1.613 tấn vảy TT và bắt giữ 14 người có liên quan. Vào tháng trước, giới chức nước này cũng đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi đoạn video cho thấy một người lính bắn hai con voi đi lạc vào đất nông nghiệp đăng trên mạng xã hội và gây phẫn nộ trong lòng người dân. Reuters trích dẫn số liệu tạm thời từ chính phủ cho biết rằng trong năm 2023, có 29.437 người nhập cư bất hợp pháp đã vượt biên sang Anh và giảm khoảng 36% so với một năm trước đó. Trong năm 2022, con số kỷ lục 45.775 người được phát hiện khi đang tiến đến các bãi biển phía nam của Anh sau chuyến đi nguy hiểm qua eo biển Manche, một trong những tuyến đường hàng hải bận rộn nhất thế giới. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đặt mục tiêu chặn thuyền là một trong năm ưu tiên hàng đầu của mình và đang tìm cách làm mới kế hoạch chuyển những người nhập cư bất hợp pháp tới Rwanda sau khi kế hoạch này bị các tòa án phủ quyết. Hiện nay, Anh đang chi hơn 3 tỷ bảng mỗi năm để xử lý đơn xin tị nạn với chi phí cho người di cư đang chờ được tòa án quyết định. Số lượng đơn xin tị nạn đang chờ giải quyết đã đạt mức kỷ lục hơn 134.000 đến tháng 6 vừa qua, với số lượng người nộp đơn cao nhất trong hai thập kỷ.
Reuters trích tuyên bố của Bộ Nội vụ cho biết chính phủ đã đáp ứng cam kết mà Thủ tướng Sunak đã đưa ra để giải quyết hết 92.000 trường hợp xin tị nạn còn tồn đọng vào cuối năm 2023. Theo Reuters, tâm điểm của triển lãm CES 2024 năm nay sẽ là trí tuệ nhân tạo và màn cạnh tranh giữa các nhà sản xuất nhằm tìm ứng dụng thực tiễn cho công nghệ. Từ các thiết bị và robot được trang bị trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI, đến mô hình mô phỏng và khung xương trợ lực giúp cho vận động viên chạy nhanh hơn, các tiến bộ công nghệ mới nhất đã được trình diễn tại Las Vegas. Hàng chục công ty dự kiến công bố cách tích hợp trí tuệ nhân tạo vào đời sống như các thiết bị dành cho người mù, hệ thống an toàn tại các trường học, phần mềm nhận diện khuôn mặt có thể đánh giá các chỉ số sức khỏe và hệ thống giám sát trong cabin của ô tô tự lái. Reuters trích dữ liệu từ Pitchbook cho biết quỹ đầu tư cho các dự án trí tuệ nhân tạo đã tăng mạnh trong năm ngoái lên đến 23,78 tỷ đô vào đầu tháng 12 so với năm 2022. Triển lãm CES 2024 còn được biết đến với tên gọi Hội chợ điện tử tiêu dùng sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 1 năm 2024. Và những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi phát sóng tiếp theo.